Phan Văn Vĩnh, anh hùng gian trá. Bất cứ ai khi nghe được những câu phát ngôn vừa cương quyết vừa nhân văn với tội phạm như dưới đây, từ một vị anh hùng lực lượng vũ trang, chúng ta chắc hẳn sẽ thấy đồng cảm và chia sẻ, cũng như đặt rất nhiều niềm tin vào vị tướng công an ở cấp cao nhất trong lực lượng chống tội phạm này. Nhưng có ai ngờ rằng ông ấy lấy lòng dân để lừa mị dân, để che đậy hành động vi phạm của mình. Ông ta đã trở thành tội phạm nhờ vào chức vụ và quyền bính có được trong tay. Và với những thủ đoạn vừa có tính nghiệp vụ do được đào tạo bài bản, vừa với tâm lý của kẻ tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nó sẽ trở thành một tay tội phạm khét tiếng và tinh vi đến mức khó lòng nào có thể phát hiện được. Nhưng tội phạm thì không bao giờ hoàn hảo, vì nó luôn để lại dấu vết nào đó để tố cáo chính kẻ đã thực hiện. Và khi chúng dung túng hay chứa chấp tội phạm, trong khi ăn lương của dân, mặc áo của dân, nhận quyền lực từ dân, lại phản bội dân để trở thành tội phạm, những vị tướng tá đó có khi nào nhìn thấy cái giá treo cổ đã chờ sẵn một ngày nào đó hay không? Và những thân nhân của những kẻ này đã sống thế nào? Sẽ ra sao khi tất cả phơi bày và ngã ngũ trước bàn tay luật pháp? Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chính thể này đã sản sinh ra rất nhiều những tên tội phạm với những chức vụ cao nhất trong hệ thống chính quyền. Chúng kết thành một bè phái và tạo thành rất nhiều những nhóm khác nhau, và thực sự đã đông đảo đến mức lấn át những cơ quan công quyền khác. Vậy thì người dân lấy cơ hội nào để sống an ổn, và có thể dựa vào đâu để phản kháng, để bảo vệ quyền tự do và quyền tài sản của chính mình? Cấp dưới ở địa phương thì cứ cắt cứ, phớt lờ những chỉ lệnh từ cấp trên, tự tung tự tác với sự bạo ngược đủ trò liêu manh. Chúng tìm đủ mọi cách ăn chặn, ăn bớt tiền của dân, hoặc mưu đồ nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách bằng những trò ma cô xảo trá đê tiện. Chúng còn kết bè nhau lại để hãm hại, trù dập những người dám lên tiếng chống lại những tha hóa của bọn chúng. Và chúng tiếp tục hoành hành nhờ quyền lực và lực lượng thân hữu đông đảo vây quanh. Đến nỗi cấp xã còn ăn chặn những đồng tiền xương máu của người dân, của trẻ em, của những người cùng khổ. Cấp xã, cấp huyện hay tỉnh tha hồ bổ nhiệm người thân, những kẻ không học vấn hay trình độ vẫn cứ ngày một leo cao. Những cao cấp hơn thì tìm đủ mọi cách để bày vẽ những dự án để đục khoét cho thỏa lòng tham vô độ, mà mặc kệ sự kiệt quệ của đất nước, sự suy thoái của xã hội, tổ quốc chỉ là mái nhà để chúng ký sinh bằng quyền bính và sự bạo lực của chúng. Giáo dục thì ngày càng thảm hại, khi thầy không ra thầy, trò hỏng đằng trò, phụ huynh cũng không hiểu biết, chuẩn mực. Thành ra hệ thống giáo dục như một mớ bong bong, không thể nào kiểm soát được. Con làm giáo viên bắt trẻ uống nước rẻ lau bảng đã là hành vi dã man tàn ác với học sinh và cũng là trẻ em. Nhưng kẻ làm cha mẹ lại còn tiếp tục thực hiện những việc bảo vệ con bằng cách tấn công vào cả gia đình nạn nhân khi họ cho cháu bé đến viện thăm khám về tình trạng sức khỏe của con mình. Mà chính kẻ này lại đang với vai trò phó phòng quản lý giáo dục, thì đó là sự bại hoại có tính bản chất và hệ thống đã không còn cứu vãn được nữa. Ở một ngôi trường khác, sự thất bại của giáo dục còn được bộc lộ lớn hơn nữa khi mà một học sinh đơn độc phải cất tiếng nói trong nước mắt để cầu cứu ai đó có trách nhiệm cho việc buộc cô giáo phải mở lời để dạy học trò khi lên lớp, thì lại phải gấp rút chuyển trường đi một nơi khác. Vậy thử hỏi rằng, ngôi trường đó và với những con người với vai trò giáo dục đó có đủ tư cách và giá trị để dạy bất cứ ai đi học nữa hay không? Ngôi trường đó có gì để học nữa? Những con người đó có gì để dạy nữa? Hệ thống giáo dục đó có gì là tử tế nữa? Ai cũng tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp, nhưng để biến nó thành hiện thực trong cuộc sống thì thường người ta lại rủ nhau im lặng như là một sự vô can cần thiết trước những cái ác đang hoành hành ngay trước mắt họ mỗi ngày. Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa.
Quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối, nhưng sự im lặng tuyệt đối mới là thứ hủy diệt nhanh nhất những điều tốt đẹp còn lại. Không một lời trăng trối. Tác giả bài viết Lê Luân.